Xin cảm ơn Lê Hồ. Nãy giờ ở trong đây cười nhiều quá, giảng bài dễ thương quá. Thưa tất cả quý vị, đêm kia quý vị chúng ta đến với sân khấu chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ được đón xem với những tiết mục đan xen như là Lotto Show với rất nhiều các phần quà mà chúng ta vui chơi được trúng thưởng. Và đặc biệt hàng đêm thì rất nhiều các ngôi sao ca nhạc và các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong chương trình hoàn toàn miễn phí cho quý vị chúng ta được đón xem. Nên là ngoài phần Lotto Show thì Quách Tấn Anh sẽ đảm nhiệm là một người dẫn chương trình cho các ca sĩ chính của chúng ta hàng đêm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ nối tiếp với chương trình với sự biểu diễn thật là mãn nhãn của một nghệ sĩ ưu tú tụ lực của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Anh ấy sẽ đem đến cho quý vị chúng ta bộ môn xiếc tung ứng rất là hấp dẫn và chắc chắn sẽ đem đến quý vị chúng ta phần biểu diễn mãn nhãn trong đêm nay. Chúng ta hãy cùng chào đón sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú xiếc tung ứng Ngọc Bảo. Đấy, vừa tung đứng, vừa di chuyển xuống dưới cầu thang. Một tràng pháo tay thật đông nhiệt thưa quý vị. Nếu mà tung đứng thì ở Việt Nam chỉ có một mình nghệ sĩ ưu tú Ngọc Bảo là một trong những nghệ sĩ tung ứng viết
nhất Việt Nam của chúng ta, và anh ấy đem rất nhiều huy chương vàng danh giá trong cuộc thi liên hoan siếc quốc tế về cho nước nhà Việt Nam của chúng ta. Với tài năng của mình thì nghệ sĩ ưu tú Ngọc Bảo đã được nhà nước Việt Nam phong tặng với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi tuổi đời của em còn rất trẻ, thưa quý vị. Hơn 40 tuổi nhưng mà anh ấy đã được phong nghệ sĩ ưu tú đã hơn 20 năm. Trở lại Đà Lạt lâu lắm rồi, thưa quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, nếu như mà ở lĩnh vực nghệ sĩ thì các nghệ sĩ chúng ta phải cống hiến rất nhiều cho nền nghệ thuật của mình, như là những bài hát nè nổi tiếng, hoặc là rất là nhiều các cống hiến nghệ thuật của mình như là đóng phim này đó rất là nhiều, thì chúng ta mới xét duyệt được vào các nghệ danh như là nghệ sĩ ưu tú, rồi sau đó tới nghệ sĩ nhân dân. Nhưng mà riêng với ngành xiếc thì họ sẽ không tính như vậy. Họ sẽ tính là không biết là số tuổi bao nhiêu, nhưng mà họ sẽ tính từ những huy chương, từ các cuộc thi liên hoan lớn nhỏ, đặc biệt là ở quốc tế, và những cuộc thi trong nước của chúng ta. Nếu như mà đạt nhiều huy chương thì chúng ta sẽ càng dễ dàng nhận được với nghệ sĩ ưu tú. Và thưa quý vị, riêng với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Bảo thì anh ấy đã hoạt động nghệ thuật rất là lâu, và mới hơn 40 tuổi thôi, nhưng mà anh ấy đã được nhà nước Việt Nam phong tặng với nghệ sĩ ưu tú khi tuổi đời của anh ấy chỉ mới trên 20 thôi. Và thưa quý vị, rất nhiều các huy chương danh giá ở các cuộc thi liên hoan siếc quốc tế mà anh ấy đã đem về cho nước nhà Việt Nam của chúng ta. Và kính thưa tất cả quý vị, chương trình ca nhạc của chúng ta hàng đêm rất là đặc sắc và hấp dẫn vô cùng với rất nhiều các ngôi sao ca nhạc. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc đặc biệt đêm nay thì chúng ta gặp gỡ với chủ nhân ca khúc hit thay thế, ngôi sao ca nhạc Hồ Gia Hùng sẽ có mặt trong chương trình. Bên cạnh đó thì chúng ta còn gặp gỡ với một nam rapper rất được quý vị chúng ta yêu thích qua rất nhiều các game show của đài truyền hình, đó là Em Tú, và sự góp mặt đặc biệt của một chủ nhân ca khúc hit trong hơn một tháng vừa qua rất là đình đám trên các trang mạng của chúng ta, đặc biệt là trên nền tảng nào TikTok, đó là ca khúc Hôn Lễ Của Anh, ngôi sao ca nhạc Tuệ Ni lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Đà Lạt mộng mơ của chúng ta sẽ biểu diễn trong chương trình. Thưa quý vị, trong những ngày sắp tới thì chương trình của chúng ta sẽ luôn phiên gặp gỡ rất nhiều các ngôi sao, như là ngôi sao ca nhạc Hồ Việt Trung, ngôi sao ca nhạc Phạm Trưởng, ngôi sao ca nhạc Lâm Chấn Khang, ngôi sao ca nhạc Đinh Tùng Huy. Chúng ta cùng gặp gỡ với năm danh hài như là Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Lê Nam và Tân Trề sẽ được luôn phiên biểu diễn trong những ngày sắp tới, hoàn toàn miễn phí cho quý vị chúng ta được đón xem. Và thưa quý vị, chương trình đặc biệt đêm mai chúng ta ngoài những vòng xổ số lô tô vui chơi trúng thưởng thì chúng ta còn chào đón với sự góp mặt rất là đặc biệt của chủ nhân ca khúc hit Ai Trung Đình Được Mãi, ngôi sao ca nhạc Đinh Tùng Huy sẽ có mặt trong chương trình đặc biệt đêm mai, cùng rất nhiều các nhóm nhạc, các ca sĩ, các danh xiếc hàng đầu sẽ biểu diễn trong chương trình. Và chúng ta hãy lan tỏa những thông điệp này rộng rãi, mạnh mẽ hơn nữa để người thân gia đình của mình có cơ hội tới đây tham quan mua sắm các mặt hàng Thái Lan chính hiệu, các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, và đặc biệt là vui chơi xổ số lô tô và đón xem chương trình với những đêm đầy sao. Và bây giờ
trước khi gặp gỡ với hai ngôi sao ca nhạc mà họ đã có mặt ở trên sân khấu để chuẩn bị phục vụ tất cả quý vị, thì xin mời quý vị chúng ta hãy trở lại với phần xổ số lô tô đầy vui nhộn và những phần quà hấp dẫn đem đến cho tất cả quý vị. Xin trở lại với phần biểu diễn của ba người đẹp, đó là Lê Hồ, Hà Lan và Xuyên Đoàn. Dạ rồi, cảm ơn.